Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc xe Touring có giảm tốc Gian XCR 3500 mới nhất về tại của em các bác nhé. Và hôm nay là một chiếc xe màu đen vàng. Chiếc xe được sử dụng nguyên một bộ group của Shimano Alivio và phục chức giảm tốc giúp các bác đi những đường xấu, đường đồi núi được. Và bây giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, với tông màu là vàng đen. Dòng XCR này cũng là một mẫu xe được bán chạy nhất tại gần em, dòng xe Touring có giảm tốc. Vâng, em sẽ lướt qua hình thức xe. Đưa các bác đánh giá chi hình thức xe này. Có thể lên Google xuất thêm chiếc xe này, Gian XCR 3500. Đó là bộ khung Alloyx. Alloyx là một công nghệ làm khung độc quyền của hãng Gian. Giá bình nước nguyên zin của hãng các bác nhé. Xe về nguyên giá bình nước này, em để nguyên. Xe được đi êm sườn. Cọc yên của hãng luôn, cọc yên ra, cọc phá yên của Gian các bác nhé, có thể nhìn thấy nguyên tin theo xe. Bên trên đây yên còn sử dụng rất tốt. Thì đã qua sử dụng đây là cái phản quang ở sau đây nó đã bị mất rồi, nhưng mà không ảnh hưởng đến chất lượng của cái yên này. Em thấy chưa bị rách hay là bị sao đấy, cái yên rất là tốt đâu chứ. Với cái xe có size M thôi chứ. Lát em sẽ vào đo chiều cao không đúng ở ngang của xe. Mayer của hãng Gian. Khoảnh cũng của Gian các bạn nhé. Nguyên bản theo xe. Xe được trang bị 9 tầng lít 2, 4, 6, 8, 9 xích một lít còn rất là mới. Chiếc xe là hình thức rất tốt các bác nhé. Và cấu hình của Shimano Alivio. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano luôn. Trên đấy phốt ghi đông nguyên bản của hãng Gian. Nguyên bản của hãng Gian. Tay nắm sừng trâu. Tay nắm của Gian luôn các bác nhé. Cái bộ tay bấm xả 9 tầng của Alivio. Và bên đĩa là 3 tầng, chu xe 27 tốc độ các bác thay đổi. Và bộ khanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Và yên này có chức năng khóa các bác nhé. Các bác đi đường, nếu đi đường đẹp các bác để khóa vào nếu không sử dụng. Cái giảm sóc này thì các bác có thể đi đường xấu, đường đồi núi rất là phù hợp. Vẫn là vành 700 nhưng mà cỡ lốp to hơn so với dòng Touring thông thường. Lốp gai giúp các bác đi đường xấu phù hợp hơn so với dòng Touring lốp cỡ nhỏ. Mày ơi, trước của Gian các bác nhé.
phanh đĩa dầu thì nó có Shimano. Giảm tốc của gian. Tất cả đều đồng bộ theo xe. Cùng em xin đi vào đo chiều cao không đúng một xe. Xe có xài 49 các bác nhá. Ngang là 54. Với chiếc xe XCR 3500 này phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m75 đi với xe này. Vị trí tầng lip đi vào đánh giá chuyển động lên lip. Xuống lip. Shimano Alivio các bác nhé. Tiến tới phản bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rồi. Rất là tốt. Với cái xeo size M của các bác từ 1m63 đến 1m75 các bác nhé. Vâng, và vừa review trong chiếc xe Zan XCR 3500. Chiếc xe được sử dụng cấu hình của Shimano Alivio, có thuộc giảm sóc trước và tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 8.900.000, miễn phí ship toàn quốc, max chuyển tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tâm nhắn tin Zalo 0975 1993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng. Xin chào và cảm ơn các bạn theo dõi video.